con bé Hiền hay sao? Kể cả con bé Hiền và con Hiền là không nhận nữa ha. Không nhận nữa. Thôi Dương Tám nhận rồi, Dương Tám gửi ngân hàng đi để sau này con chị Hiền không, có tiền bây ăn giờ là con bé Hiền. Chứ mình không có, nó không có nhận để mình xài. Mấy đứa này nó đều đã có tiền để gửi ngân hàng rồi. Nha, đã có tiền rồi. Là 90 triệu tôi đã gửi lên ngân hàng rồi. Còn 10 triệu là tôi để cho mà để trị bệnh cho thằng Hoàng Anh. 90 triệu đâu có xài được, để dành có chuyện gì. Đúng rồi, không có xài được. Nhưng mà đến lúc nào cần xài thì cũng phải lấy ra để mà xài chứ không phải là bất di bất dịch được. Đây là tiền gọi là tiền tiết kiệm để dành đó, là chăm sóc sức khỏe chứ không phải là tiền để đó nằm đó. Đến lúc nào mà cái sức khỏe của nó cần thì phải lấy ra để mà lo sức khỏe cho tụi nó. Còn riêng với tôi thì tiền của cháu là một đồng cũng của cháu, tôi không bao giờ tôi động tới một đồng nào hết. Chuyện cũng phải nhận rồi, đang mua sữa rồi cho nó uống chứ. Rồi bây giờ tự mình lo lấy, không nhận nữa. Chấm dứt không nhận nữa hả? Chấm dứt không nhận nữa. Bởi vì tôi thấy cũng nhiều người cũng là nói cái này cái kia, tự ái lắm thiệt. Tự ái luôn đó. Cái vấn đề người ta nói thì ta nói, vấn đề bây giờ mình người ta gửi cho là cho thằng Cú. Rồi, nhưng mà tôi là cái người là giữ. Là nuôi đứa bé. Mà từ cái lúc mà chưa có các mạnh thường quân giúp đỡ, tôi cũng đã là quyết định tôi nuôi đứa bé rồi đó. Rồi có người thì nói là tôi phải mang ơn cái ông cục tay này, nếu mà không có ông cục tay này thì sẽ không có mạnh thường quân đến giúp tôi. Nhưng mà tôi đã nhân nhượng với ổng là bao nhiêu lần tôi không chi tố ổng, đó là cái đó là tôi đã là phải nói rõ là cái đó là cũng như là tôi trả cái ơn cho ổng rồi đó. Nhưng mà ổng là không, ổng là không có mà nhận thức được cái điều đó. Thì bây giờ tới cái mức cuối cùng của tôi là tôi phải rồi, mà không còn cái cách nào khác nữa. Bởi vì đây là tôi bảo vệ, là bảo vệ sức khỏe và đời sống cho các cháu của tôi, chứ không phải là tôi bảo vệ cái cá nhân mà cá nhân của tôi, của các cháu của tôi. Vậy là Dương Tám nuôi nhỏ này từ đây đi tới lớn luôn ha. Thì nếu mà không từ cái lúc mà nó sanh ra, mà nếu mà như tới giờ nếu mà không có mạnh thường quân tôi cũng vẫn nuôi mà. Đúng rồi. À, chứ đừng để nói là kiểu phải mà còn phải mang ơn ông này ông kia. Là giận là vì cái vụ mà có người đánh giá là đúng rồi, đúng rồi. Tự ái lắm chứ. Tôi từ xưa tới giờ sống là sống cái bằng gọi là mình phải lấy cái chữ tín làm đầu, không có để mang tay mang tiếng. Bây giờ có người mà nói như vậy thì cũng nói thuộc tự ái dữ lắm luôn, chạm đến cái lòng tự ái dữ lắm luôn. Mặc dù người ta tự nguyện ta cho mình thiệt, đúng là mình cũng phải mang ơn người ta chứ không phải là mình phủi ơn. Có người chửi người không, người binh người ghét, người thương người ghét, chứ không phải là thương hết mà ghét hết. Là binh mà tôi, cá nhân của tôi thì trước mắt gọi là thân nhân của mình là trên hết. Còn hiện bây giờ cái ông cục ổng vô tới đuôi về rồi dựng tám chứ làm sao? Bây giờ tôi chuẩn bị tôi làm đơn, tôi đưa ra ngoài cho người ta xử lý, pháp luật ta xử lý sao thì chịu vậy thôi. Chứ tôi cũng không bắt buộc pháp luật phải xử lý như thế, thì tôi đưa cái đơn đó, pháp luật xử lý như thế. Đưa qua đó rồi, tôi tự giải quyết ha. Rồi thì đó, lúc đó là ra pháp luật thì pháp luật nó xử lý thôi. Phạm tới đâu thì nó xử tới đó. Thì hôm qua mà bên công an, bên xã Thái Hưng bên người ta cũng nói mà nếu mà tôi làm đơn thì pháp luật xử lý tới, vi phạm tới đâu thì pháp luật xử lý tới đó. Mà hôm qua tôi đã mở con đường sống cho ổng rồi, mở một con đường ấy cho ổng rồi, nhưng mà ổng không biết, ổng không hiểu. Ổng cứ nghe lời người này, nghe lời người kia.
để ông ở lại. Bây giờ ông trở về địa phương, ông địa phương ông vẫn lo cho ông chứ, vẫn có bảo hiểm y tế nè, vẫn có tiền trợ cấp cho ông chứ đâu. Nhưng phải mà là bây giờ ông không chịu gì, ông xoáy lăng ban à. Thì ông bảo ông chịu về khổ thế chứ. Bây giờ tôi sẽ làm cái đơn đưa ra ngoài cái chỗ ông tạm trú đó. Lúc đó pháp luật xử lý ông như nào thì ông chịu như vậy. Vậy mà ông lội tới đây kiếm hay đâu? Đây ông biết mà. Sáng giờ mà tới đây hay giờ? Sáng thấy con bé Hiền nó cũng êm rồi, hai vợ cháu xuống dưới này ngồi ăn cơm. Tính là bên nhà nấu cơm kia. Giờ có một mình bà ở nhà không à, cũng không đi chợ đi búa gì được, thôi thôi mua cơm này ăn luôn cho rồi. Rồi tới Dượng mà Dượng đi nữa là gì táo còn khổ nữa mà. Tôi Hiền mình về tám sau giữ Hiền được. Tôi đi thì tôi cũng phải có sắp xếp công mà đâu vào đó tôi mới đi chứ không phải nói như không mà đi. Chứ giờ Dượng nhờ ai mà vô giúp mình được? Thì cũng còn anh em chứ. Còn anh thì kể như là không có rồi đó. Nó nói chồng còn vợ còn con nữa. Còn anh thì nó chỉ có hỗ trợ một ít thôi, còn xung quanh mà cháu, mấy đứa cháu ở nhà nó cũng còn một số nữa mà. Không sợ mấy người đó hay gì, nó không sợ? Không sợ, không phải sợ. Bạn con nhỏ cháu dâu kia nó hát một tiếng rồi mà ấy chứ không phải chơi đâu. Ông gà con nhỏ đó là nó chưa ra mặt đó. Chỉ cho ông cục mà bán mãn tới rồi mà nó nạn ông thiệt đó. Nhỏ cháu dâu tôi á, nó chưa ra mặt thôi đó. Là sáng Dượng Tám gặp ông cục vô hay là Hiền đang ngồi ăn đây thì Hoàng Anh nó phát hiện trước. Thì hai người Dượng Tám đang ngồi ăn mà. Đúng rồi, con Hiền lúc nó ổn rồi. Hoàng Anh có lại nói chuyện nhóm không? Hiền nó nhìn thấy đó mới xìu nữa đó. Hoàng Anh có lại nói chuyện nhóm không? Hoàng Anh nó bị ông đi hút qua, nó kêu lại là ông nói ông vô thăm vợ rồi, ông là không có thăm lòng chứ. Không có nói vụ vợ đó. Tôi cấm chỉ anh là ba là tiếp xúc với con bé đó đó. Nó đi thăm vợ ha. Ai mà chấp nhận ông là mà vợ. Bé này nó tâm thần nó có biết cái gì ở đâu mà nó là vợ. Vợ là mình phải đi hỏi cưới hỏi là ta chấp nhận rồi mà pháp luật không nhận thì mới gọi là vợ với chồng chứ. Này con bé này mà nó tâm thần mà. Nghe nè con. Gì đó? Dây. Ngồi đang ngồi ngoài cổng nè, có gì không? Rồi mày có hỏi bác sĩ là nó bệnh gì chưa? Đang hội chẩn cái gì đó hả? Có lẽ là bác sĩ hội chẩn thôi, chắc nó không cho mình hay đâu. Chỉ chuyện khi nào hấp hối rồi mà ông chuẩn bị, ông kêu chuẩn bị đem về thì có thôi. Ghê chứ, Dượng Tám nói ghê chứ. Không, mà nói chuyện đó là phải đương nhiên gì rồi chị. Chỉ trừ khi nào cái bệnh mà bác sĩ chạy rồi thì ông mới cho hay là cái kết quả thôi. Mà việc này làm gì cháu? Hội chuẩn là có gì bác sĩ mới hội chuẩn đấy. Chứ nó có cái gì trong cơ thể nó đó. Chứ đâu phải đơn giản là nó hội chuẩn đó. Thế là bình thường không có hội chuẩn. Thằng ơi. Thì nếu mà bình thường thì nó coi kết quả không có thì mình cho về. Còn có gì đó người ta mới hội chuẩn rồi. Hội chuẩn là bác sĩ là coi... Hội chuẩn có nghĩa là ông bác sĩ này vô ông khám. Nghe không? Có cái triệu chứng gì đó. Khám, ông đi ra. Kháng, vô khám, đi ra. Xong rồi mới họp lại, nhưng mà không phải họp nói bằng miệng thôi. Có xét nghiệm máu không? Có. Cái kết quả của ông này, ông khám rồi ông viết cho một cái miếng giấy. Thế đó. Hết xong rồi bắt đầu mới lật lên. Xem coi bao nhiêu người khám giống nhau. Nếu mà sai
gọi là sai, gọi là người thì phải này người phía kia, tiếp tục trở lại một lần nữa. Chứ không phải mà chứ không phải nói tôi khám tôi thấy như thế này nghe không. Còn mà từ chuyện qua giờ xong sao mà khám chưa lấy sơ ghi xong nữa hả? Bị chuyện qua là gọi là vô là cấp cứu thôi, ta lấy máu ta đi xét nghiệm thôi. Rồi sáng này á thì cũng là khám thôi, xong rồi lại lấy tiếp tục lấy máu đem đi xét nghiệm tiếp tục. Không cần nữa. Thì nó không có một cái vấn đề gì đó. Có cái gì người ta mới hội chuẩn đi đó là 8 thôi. Nếu nó nhẹ nhẹ là ta không ta báo kết quả rồi. Gái đi cho em nó muốn cái gì? Dù bằng anh nó đang đợi hỗ trợ ấy hả? Anh đang ở giọng thì cũng phải có người canh con này chứ không đâu có mà bỏ lời nó được đâu. Mà bằng anh điện anh nói gì? Nó hỏi tôi đâu rồi. Đang vô nước biển mà còn cả nửa chai. Hết chưa? Chưa mà. Còn canxi giống là đi xuống chậm lắm. Bơm canxi trong chai nước biển đó. Cắt làm ấy. Mở lịch trình bữa nay mình đi thăm bà chị mình mà cuối cùng mình không đi được. Đi không đường. Bà chứ hôm nay đi hè cho bé Hiền nó tỉnh tỉnh nó đi chơi luôn á. Tỉnh bao giờ mới tỉnh để đi đây? Chờ khi nào nó xuất viện giờ tôi mới đi. Ở trong An Giang hả Dương Tân? Dương Giang. Dương Giang đó là hẹn với thằng em nó với xe nóc nè, nó mà chạy lên đây đi rồi hai anh em mình đi. Hẹn nó rồi. Rồi cái tối cái nó điện là sáng em lên nha. Nó thôi mẹ ơi khoan đó, định lại đi. Tao có chuyện nữa rồi. Trời ơi trời.